Em Hoài, xin chào tất cả các bác. Em là cô gái vùng cao Lai Châu, chuyên đặc sản các vùng miền giao phúc sen, giao mèo Lai Châu và thịt châu sấy mật ong rừng này. Và tất cả các đặc sản Tây Bắc nhé. Các bác nào mà cần mua sản phẩm gì để ăn dằm là các bác cứ alo cho em Hoài nha. Em sẽ có đủ cho các bác luôn. Và năm mới, đấy, em cũng nghỉ Tết khá là lâu. Hôm nay em mới có thời gian để lên video này. Quay cho các bác xem một số mẫu dao mèo thủ công của người dân Lai Châu. Đấy, nhân dịp năm mới thì em chúc tất cả các bác xem kênh của em có một năm mới thật là nhiều niềm vui, sức khỏe dồi dào này, vạn sự như ý, phát tài phát lộc. Cảm ơn các bác rất là nhiều đã trong thời gian qua đã ủng hộ em rất là nhiều. Và hôm nay thì em sẽ giới thiệu với các bác một số mẫu dao mèo rèn thủ công của người Mông Lai Châu. Và mỗi một sản phẩm này, sản phẩm nào em cũng sẽ lì xì 50.000, tức là sẽ giảm giá 50.000 một trên một sản phẩm. Trong 10 con dao này nhé, con nào em cũng sẽ giảm giá 10.000 để các bác lì xì đầu năm cho các bác nhé, để lấy may mắn ạ. Và sau đây thì em sẽ đi giới thiệu cụ thể từng con hàng một. Và các bác nào mà ưng ý con hàng nào thì các bác nhanh tay nhé, mỗi cái thì chỉ có một con hàng thôi và lì xì giảm 50.000 luôn. Đấy, em sẽ đi vào giới thiệu luôn ạ. Này. Em sẽ đi vào giới thiệu từng con hàng một. Này em chỉ cam cho nó. Và các bác ưng ý con nào thì các bác chốt liền nhá. Mỗi sản phẩm chỉ có một con hàng duy nhất thôi. Mỗi sản phẩm chỉ có một con hàng duy nhất thôi nhé. Con này thì không có số gì cả. Không có số gì các bác nhé. Đây là có cái vỏ dao. Nếu bác nào mà thích con này các bác chốt thì em sẽ tặng cái vỏ này cho các bác. Em sẽ làm lại cái vỏ và tặng cho các bác nhé. Đây, đầu video con này thì không đánh số này. Con này là một con tanto. Tanto chặt cây các bác nhé. Lưỡi dài tầm 30 phân. Lưỡi dài khoảng 30 phân. Rộng chắc là khoảng vào... Để em đo kích thước luôn này. Cái này thì sẵn một con hàng thôi. Sẵn một con hàng thôi các bác nhé. Lưỡi dài của nó là lưỡi dài 32,5. Độ rộng đó là 3,6. Dày của con hàng nó là khoảng 5 ly. Cán là dài 14,4. Con này là 450.000 một con. Bao ship hàng toàn quốc lì xì luôn. Còn 400.000 bao ship hàng và tặng kèm một cái vỏ thô sơ các bác nhé. Tặng kèm cái vỏ thô sơ. Nếu bác nào mua thì em sẽ làm lại cái vỏ này cho các bác. Cái này thì sẵn một con hàng duy nhất thôi nha các bác nhé. Tanto chặt cây kèm vỏ như thế này. Sẵn một con hàng duy nhất 450, sale còn 400k và tặng kèm vỏ luôn ạ. Đây, con hàng y hình luôn các bác nhé. Tặng kèm vỏ thô sơ 400k, tanto sẵn một con, thêm như vô tô nhé. Bác nào mà chốt thì các bác chốt luôn con này giúp em. Đó là con hàng số 1. Con hàng này là con hàng số 0 đi. Không nhé, số 1 thì em lên đây. Số... Đó là con hàng mở đầu video này. Số 1 em lên cho các bác đó là một con mèo nhíp xe ô tô này. Đây là nhíp IFA các bác nhé. Cán là cán đồng, chốt hai đinh đồng đỏ như thế này. Dao đẹp y hình luôn, có cả vỏ thô sơ các bác nhé. Bình thường cả dao cả vỏ thô sơ. Dao 450, vỏ thô sơ 50 là 500.000. Nhưng mà hôm nay cái video này em lì xì còn 450.000 cả vỏ bao thô sơ luôn. 450 cả vỏ bao thô sơ luôn các bác nhé. Có một con hàng thôi. Bác nào chốt đơn là chốt mã số 1 giúp em. Lưỡi dài đó là lưỡi dài 29,4. Rộng của con hàng nó khoảng vào 5,5. Dày khoảng 7 ly. Thon rần với mũi. Đây là lưng gù mũi hách. Và cán là cán đồng. Cán cẩm khâu đồng. Và vỏ thô sơ luôn. 500.000 sale còn 450.000. Bao ship hàng toàn quốc. Em không chỉ lì xì 50.000 mà em còn bao ship cho các bác luôn các bác nhé. Nên là các bác lần này mà sale được, các bác xem được video này thì các bác nên mua nhanh các sản phẩm mà mình yêu thích nhé. Mỗi sản phẩm em chỉ có một con hàng duy nhất thôi ạ. Mã số 1 mèo 29,5. Bác nào chốt giúp em 500.000 cả vỏ thô sơ, sale còn 450.000, bao ship nữa. Không chỉ được sale mà còn bao ship. Con số 2
Con số 2 này thì là một con hàng khá đặc biệt. Vỏ của nó là bằng gỗ mun sọc các bác nhé. Vỏ là bằng gỗ mun sọc. Đấy. Còn lưỡi thì rèn thủ công bằng thép 80 CRV. Vì vậy mà nó giá sẽ cao bật lên nhé các bác nhé. Đây, con hàng y hình này giá 2,2 triệu, sale luôn 2 triệu, bao ship hàng toàn quốc. Có một con hàng duy nhất thôi. Bác nào chốt thì sẽ là hàng rất là độc lạ đấy, có một con thôi. Lưỡi lẹm rèn bằng thép 80 CRV ạ. Đó là thép hợp kim nhập khẩu của Mỹ. Lưỡi dài đó là 23,2, rộng của con hàng đó là 4,5. Đấy, lưng gù mũi hách dáng mèo truyền thống của người Lai Châu nhé các bác nhé. Đấy, có một con hàng duy nhất thôi. Bác nào ưng ý mã số 2 chốt cho em luôn nhé. Có một con hàng thôi, 2 triệu sale còn 2,2 triệu một con, sale còn 2 triệu. 2,2 triệu sale còn 2 triệu nhá bác nhé. Có một con hàng thôi. Bác nào thích thì chốt mã số 2 cho em nhé. Hàng này thì vừa trưng bày được vừa sử dụng được luôn. Trưng bày sử dụng đều được. Đẹp luôn các bác nhé. Hàng thủ công Lai Châu. Em bán hàng thủ công này thì để vừa giới thiệu đặc trưng của quê mình đến các bác, và đặc biệt là để muốn lưu giữ cái nghề rèn truyền thống của người Mông Lai Châu, là một nghề rèn rất là đặc trưng của người Lai Châu nhé các bác này. Những cái con dao mèo mà lưng ngùm với hách này là dáng đặc trưng của người Lai Châu rồi. Bác nào mà sành dao chơi dao ấy là bác nhìn dáng dao một phát là biết luôn là dao do người Lai Châu làm ra luôn. Mã số 3 em lên cho các bác, đó là một con dao mèo. Một dao mèo cẩm. Cẩm các bác nhé. Một dao mèo cẩm đỏ, lưỡi thì rèn bằng nhíp UAT. Lưỡi dài gần được 28 phân, dày khoảng 7 ly theo dần về mũi. Và phần bụng béo, bụng béo nó rơi vào khoảng 4,8 đấy ạ. 4,8 các bác nhé. Đây, số 3. Số 3 có cả vỏ bao kèm theo y hình như thế này. Giá là 1,250,000 lì xì đầu năm, còn 1,2 triệu bao ship hàng toàn quốc các bác nhé. Hàng nó sẽ y hình luôn. Và dao sẽ khóa được lưỡi các bác nhé. Dao khóa được lưỡi này. Khóa được lưỡi luôn các bác nhé. Các bác đẩy lên và đẩy xuống là khóa được lưỡi. Dao khóa được lưỡi luôn. Đấy. Khi mà các bác vào vỏ nó sẽ như con số 3 này nhá. Này, vào vỏ như thế đẹp y hình luôn. Bác nào thích thì chốt liền nhé. 1,250,000 sale còn 1,2 triệu. Lì xì đầu năm 100,000. Đấy, lì xì đầu năm 100,000 nhé các bác nhé. Số 4. Số 4 đó là một con mèo vỏ dâu rừng, lưỡi bằng nhíp UAT. Vỏ là dâu rừng, lưỡi dài 30 phân. Lưỡi dài 30 phân các bác nhé. Đây là vỏ này, vỏ dâu rừng. Có tác dụng là các bác treo lên thì có thể trừ tà nhé các bác nhé. Giá là 880,000 bao ship hàng. Và ở video này là em lì xì 50,000 thì sẽ còn 830,000 bao ship hàng thôi các bác nhé. 830k bao ship hàng toàn quốc luôn. Bác nào mà thích thì chốt liền ở video này nhá. 880 nhưng mà lì xì đầu năm 50, còn 830,000 bao ship hàng. Có cả vỏ bao nhé, dao đều đẹp như hình. Và rèn thủ công. Rèn thủ công 100% luôn. Đấy. Bác nào chốt liền con số 4 cho em. 880, lì xì đầu năm 50,000 còn 830 bao ship hàng. Siêu rẻ và siêu ưu đãi nhé. Đấy, các bác nào mà ưng con nào thì tranh thủ liên hệ ngay với em Hoài nhé. 0352749419 nhé, số điện thoại trên màn hình các bác nhé. Liên hệ với em Hoài là được chốt đơn hàng thành công liền luôn. Này. Hoặc là em cũng nhận đặt rèn dao theo yêu cầu các bác nhé. Hôm trước là cũng có rất là nhiều bác là đã đặt em Hoài làm dao theo cầu đấy. Để mùng 10 này em làm hàng là em sẽ trả cho các bác luôn. Số 5 là một con hàng lưỡi dài. Số 5 đây ạ. Số 5 là một dao mèo lưỡi dài 27,7 phân này. Độ rộng của con hàng nó khoảng vào 5cm. Dày khoảng 7 ly theo dần với mũi. Dao mèo đập tay thủ công 100% của người Mông Lai Châu các bác nhé. Vỏ là vỏ cẩm. Các bác nhìn phát dao và vỏ nó cầm đầm tay chắc tay như thế này. Đấy, do em Hoài đảm bảo cho các bác đó là hàng chuẩn. Hàng chuẩn rèn thủ công các bác nhé. Không phải là những cái hàng thép tấm trôi nổi trên thị trường đâu ạ. Đấy. Và được bảo hành 1 năm cho các bác nhé.
bảo hành 1 năm. Con hàng này giá 1.200.000, lì xì đầu năm 1.150.000. Con hàng số 5, lưỡi dài gần 27,6 phân. Bác nào chốt thì có thể chốt con hàng số 5 giúp em nhé. Thích thì chốt con hàng số 5 giúp em. Số 6 đó là một con mèo râu rừng. Cán và vỏ bằng gỗ râu rừng, lưỡi rèn cũng bằng nhíp uát của Nga nhé các bác nhé. Giá là 850.000. Lì xì đầu năm còn 800.000 bao ship hàng toàn quốc các bác nhé. 800.000 bao ship hàng toàn quốc. Số 6 đấy ạ. Một da mèo râu rừng có cả vỏ, cả da như này, rất là đẹp.